Bão số 13 phức tạp và có cường độ rất mạnh, nên rất nguy hiểm khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung. Dù còn nhiều kịch bản khác nhau về đường đi của bão, song Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá đây là cơn bão khó lường, cấp bão gần đạt như bão số 9 và nếu chủ quan thì thiệt hại sẽ rất lớn. Tại cuộc họp ứng phó với bão diễn ra vào sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định bão số 13 có nhiều điểm dị thường. Hiện nay, phạm vi ảnh hưởng của bão số 13 rất rộng, không chỉ tập trung ở khu vực miền Trung, mà có kịch bản sẽ ảnh hưởng tới các khu vực ở Vịnh Bắc Bộ. Vào một cái khu vực mà tháng rưỡi rời vừa qua chúng ta chịu đựng tới 8 cơn bão và 2 áp thấp vào thẳng khu vực miền Trung. Cái điểm thứ hai nữa thì hiện nay cái cơn bão vào Biển Đông thì tốc độ gió rất lớn, gió tới cấp 12 và giật tới 15. Và đường đi cơn bão này dự báo sẽ rất phức tạp. Do vậy là phạm vi ảnh hưởng trên biển là rất rộng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đặc biệt lưu ý về nguy cơ mất an toàn trên tuyến biển, gồm hoạt động của tàu thuyền, hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển ở khu vực các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Sau hơn một tháng không được ra khơi do thời tiết xấu, hiện nay nhiều bà con ngư dân có tâm lý nôn nóng, muốn ra biển để đánh bắt nên nguy cơ rủi ro rất cao. Để cái tổ chức lực lượng ứng phó với sự cố thiên tai do cơn bão số 13 gây ra thì đã huy động là tổng số lực lượng là 251.523 lượt người với 16.090 phương tiện. Cụ thể là trong đây là báo cáo Bộ trưởng với cùng toàn thể công chí là có 53 tàu và 108 xuồng và 10 máy bay trực. Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu của bão số 13 sẽ ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Phú Yên. Đất đai ở khu vực này đã no nước, do đó nếu có mưa dù lớn hay nhỏ đều có thể gây nguy cơ sạt lở rất cao. Bên cạnh đó, hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở dải đất miền Trung đang đầy nước, có nguy cơ cao mất an toàn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Công tác dự báo phải cập nhật liên tục để sớm triển khai phương án di dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt. Đồng thời, các lực lượng phòng chống thiên tai các cấp tuyệt đối không được chủ quan, có tâm lý mệt mỏi sau khi ứng phó với nhiều đợt thiên tai liên tiếp kéo dài suốt hơn một tháng qua.